Căn cứ Nga bị tấn công bởi tên lửa tầm xa Mỹ bí mật gửi cho Kiev. Khói ngụy trang giúp Nga chọc thủng phòng tuyến Ukraine. Đánh giá khả năng Nga giành được pháo đài phòng thủ Chasovya của Ukraine. Nga tuyên bố nắm chắc quyền chủ động trong xung đột Ukraine. Đằng sau việc Nga phủ quyết dự thảo của Mỹ về vũ khí hạt nhân trong không gian, Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi kênh youtube của chúng tôi Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Ngay bây giờ là nội dung chi tiết Căn cứ không quân của Nga ở Dazankoy, phía bắc Crimea Nơi cất giữ hàng loạt hệ thống tên lửa cũng như trực thăng tấn công có giá trị Đã bị tấn công bất ngờ trong đêm Được biết, tên lửa Atak MS đã được sử dụng trong cuộc tấn công này Cuộc tấn công xảy ra trong bối cảnh Mỹ xác nhận đã bí mật vận chuyển tên lửa tới Ukraine Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Vedan Patel xác nhận, Chúng tôi đã cung cấp cho Ukraine hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân Atak MS tầm xa, theo chỉ đạo của Tổng thống. Ông Vedan Patel cũng cho biết thêm, tên lửa Atak MS tầm xa là một phần trong gói viện trợ quân sự trị giá 300 triệu đô la Mỹ của Mỹ dành cho Ukraine, nhưng Washington không thể công bố quyết định này ngay từ đầu để đảm bảo an ninh tác chiến cho Ukraine theo yêu cầu của Kiev. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp thêm nhiều tên lửa tầm xa cho Ukraine, ông Sullivan khẳng định. Ukraine sẽ tạo ra sự khác biệt, nhưng như tôi đã nói trước đó, không có giải pháp nào là dễ dàng trong bối cảnh hiện nay. Ngoài ra, các quan chức Mỹ cũng thông báo rằng sẽ có thêm nhiều vũ khí được vận chuyển đến tiền tuyến của Ukraine chỉ trong vài ngày khi lực lượng nga đang chuẩn bị cho cuộc tấn công mùa hè của họ. Cựu tướng Mỹ Ben Hodges trả lời báo giới: giờ đây mỗi mét vuông đất Ukraine do nga chiếm giữ đều nằm trong tầm bắn của ATACMS. Điều đó có nghĩa là căn cứ quan trọng có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Cả hệ thống vũ khí quan trọng và máy bay trong khu vực đó đều có thể bị tấn công. Krum sẽ sớm đổ chủ. Trong khi đó, gần đây phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân Atak MS tầm xa mà Mỹ gửi cho Ukraine không cản trở Nga mà chỉ gây thêm rắc rối cho chính Kiev. Hãng thông tấn Eroria của Nga dẫn lời ông Peskov chúng tôi vẫn sẽ đạt được các mục tiêu của mình ở khu vực quân khu phía Bắc. Thậm chí, việc Washington gửi tên lửa Atak MS cho Ukraine ngược lại sẽ gây ra thêm nhiều vấn đề hơn cho chính Kiev. Ở chiều ngược lại, quân đội Nga cũng tuyên bố đã có thể chống lại thành công loại vũ khí mà Washington gửi cho Ukraine này. Cụ thể, Bộ Quốc phòng Nga hồi tuần trước thông báo đã đánh chặn 3 tên lửa Atak MS ở khu vực Biển Đen. Từ tháng 10 năm 2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi quyết định gửi tên lửa Atak MS của Mỹ cho Ukraine là sai lầm. Bởi theo nhà lãnh đạo Nga giải thích, loại vũ khí này chỉ tạo ra thêm mối đe dọa mà chẳng giúp thay đổi cục diện trên chiến trường. Cũng trong diễn biến liên quan, thống đốc vùng Smolensk Vasily Anokhi của Nga cho biết, Ukraine đã tập kích máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại đây, buộc người dân phải sơ tán. Quan chức này cho biết thêm, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào các cơ sở năng lượng và nhiên liệu dân sự và gây ra một số vụ hỏa hoạn. Lực lượng cứu hỏa đang chữa cháy và kêu gọi người dân giữ bình tĩnh. Vùng Smolensk cách Moscow khoảng 300 km về phía đông nam và giáp Belarus cách biên giới Ukraine khoảng 400 km. Không có nhà máy lọc dầu lớn nào ở vùng Smolensk. Theo Drive, quân đội Nga gần đây đã sử dụng khói ngụy trang, một chiến thuật lâu đời trên quy mô lớn nhằm giúp che giấu các cuộc tấn công của nước này vào phòng tuyến ukraine ở lugansk cách làm này của nga đã tỏ ra hiệu quả khi uav cảm tử và pháo binh ukraine hầu như không thể ngăn chặn moscow tấn công khói ngụy trang đã giúp nga nhanh chóng giành quyền kiểm soát thị trấn belogorovka và gia tăng sức ép lên phòng tuyến của ukraine ở tỉnh lugansk vừa qua còn trên kênh telegram rongside trong một video được đăng tải cho thấy, lực lượng Nga đã dùng xe tăng chuyên dụng thả màn khói lớn trên khu vực bằng phẳng gần thị trấn Belogorodka, phía tây thành phố Severodonetsk và Lysychansk thuộc tỉnh Lugansk. Rongsai cho biết lính phòng hóa thuộc cánh quân phía Nam đã có hỗ trợ đáng kể cho các đơn vị tiến công. Họ sử dụng khói ngụy trang dày đặc để ngăn lực lượng vũ trang Ukraine đưa UAV lên trên không. Điều này giúp các cánh quân của Nga an toàn. Video do UAV Nga ghi lại cho thấy khoảng một chục phương tiện phun ra những vạt khói trắng Chúng sau đó hợp nhất thành một đám mây che phủ mặt đất. Cũng từ video của Ron phương tiện được quân đội Nga sử dụng để tạo khói ngụy trang trên chiến trường là xe tạo khói TDA-3. Phương tiện này sử dụng khung gầm xe tải 6x6 và chỉ cần hai người vận hành. Loại vũ khí này đã được Nga đưa vào sử dụng vào năm 2016 với mục đích tạo ra màn khói dày đặc nhằm che giấu các đơn vị quân đội hoặc vũ khí trước hệ thống trinh sát của đối phương. TDA-3 được gắn trên khung gầm xe tải Cam AZ 5350. Phương tiện này bao gồm thiết bị điện, thùng chứa hỗn hợp tạo ra khói và thùng trộn hỗn hợp. Theo các báo cáo của Nga, TDA3 có thể sẵn sàng hoạt động chỉ trong vòng 5 phút và tạo ra màn khói 29 bao mỗi phút. Sau khi được nạp đầy, các thùng chứa sẽ cung cấp khả năng bao phủ khói liên tục trong tối đa 6 giờ. Cũng theo Drive, đây không phải là lần đầu tiên Nga áp dụng chiến thuật sử dụng khói ngụy trang để che giấu các hoạt động quân sự này. Trước đó, Nga từng sử dụng màn khói để che giấu việc chuyển hệ thống phòng không S-300 tới Syria vào năm 2018. Màn khói có khả năng làm mù bất kỳ camera quang điện nào và cả một số camera quang học hồng ngoại tùy thuộc vào độ chính xác. Gần đây nhất là vào tháng 1 năm nay, quân đội Nga cũng đã dùng TDA-3 để bảo vệ bán đảo Crimea trước các cuộc tấn công của Ukraine từ trên không. Ngoài ra, lực lượng Nga cũng đã nhiều lần sử dụng màn khói để chọc mù camera trên UAV góc nhìn thứ nhất, FPV, và trinh sát chỉ thị mục tiêu cho pháo binh. Màn khói mà họ thả gần làng Belogorovka được đánh giá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Howard Altman, chuyên gia quốc phòng của Drive, nhận định nếu khói che khuất các đơn vị đang tiến công, FPV không thể lao xuống tập kích và drone trinh sát không thể xác định chính xác vị trí mục tiêu cho pháo binh. Trong lúc đạn pháo khan hiếm, Ukraine không thể bắn mà không rõ mục tiêu. UAV ngày càng trở nên phổ biến trong xung đột Nga-Ukraine và gây thiệt hại đáng kể cho cả hai bên tham chiến. Điều này sẽ khiến chiến thuật thả khói diện rộng trở nên phổ biến trên chiến trường. Nga đang tiến công về phía Tây và có thể sẽ thu được nhiều lợi ích nhất khi sử dụng chiến thuật này. Không chỉ Nga, cả Ukraine cũng đã và đang sử dụng khói ngụy trang trên chiến trường, chẳng hạn như các hệ thống khói ngụy trang trên xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ viện trợ. Chuyên gia Altman kết luận, bên cạnh các biện pháp chống UAV công nghệ cao, những giải pháp cơ bản như tạo ra màn khói để che giấu các mũi tấn công vốn xuất hiện từ thời Trung Cổ vẫn hiệu quả và được cả hai bên sử dụng. Giao tranh ở Ukraine vẫn tiếp diễn không suy giảm và lực lượng Nga vẫn tiếp tục tiến công ở nhiều điểm dọc theo phòng tuyến. Mục tiêu mới nhất của Nga là thành phố Chashovya, gần Bakhmut, thuộc vùng Donetsk mà Nga đã kiểm soát một phần. Các nhà phân tích của trang Novaya Gazeta Europe nhận định rằng Nga sẽ không thể chiếm thành phố này một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, Chashovya có thể thất thủ do tình trạng thiếu đạn dược của Ukraine tốc độ chuyển giao của gói viện trợ quân sự vừa được Quốc hội Mỹ khai thông sẽ ảnh hưởng lớn đến cục diện trận chiến Chachovia sắp tới. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Oleksandr Tsitsky, nói rằng quân đội Nga hy vọng sẽ chiếm được Chachovia trước ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5, khi Nga kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trong Thế chiến thứ hai. Theo tờ The Kiev Independent, tướng Tsitsky cho biết Nga muốn xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine ở phía tây Bắc Mút, tiến tới kênh Sivetsky, Donetsk, Donbass, chiếm Chachovia và sau đó tiến xa hơn về phía Kramatorsk. Trong khi đó, ông Roman Svitan, chuyên gia quân sự và một đại tá quân đội Ukraine cho biết, Nga đang cố gắng tấn công vào nhiều nơi cùng một lúc. Ông nói rằng Nga cũng nhắm mục tiêu vào các khu vực xung quanh hai thành phố khác trong vùng Donetsk, Adipka và Marinka, và xung quanh Bilohorovka ở vùng Lugansk. Nhưng phần lớn lực lượng Nga đang tập trung vào Chashovya. Chuyên gia Svitan đồng ý với tướng Sitsky rằng người Nga rõ ràng đang nhắm mục tiêu kiểm soát thành phố này trước ngày chiến thắng. Ông nói, Điện Kremlin có truyền thống gắn các chiến thắng quân sự vào những ngày quan trọng. Theo ông, Chashopja là một địa điểm chiến lược quan trọng. Nếu quân đội Nga chiếm được thành phố, cao độ của nơi này sẽ cho phép họ bắn xuống khu vực gần đó xung quanh Kramatorsk. Sự thành công hay thất bại của chiến dịch phụ thuộc vào số lượng đạn pháo mà quân Ukraine có. Nếu các đồng minh kịp cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine, họ sẽ có thể bảo vệ hiệu quả các vị trí của mình và giữ vững Chashopja. Chuyên gia Svitan gọi Chashopja là nền tảng phòng thủ của Ukraine ở khu vực Donetsk. Ông nói nếu thành phố này bị kiểm soát, tiền tuyến sẽ lùi lại đáng kể về phía Ukraine, cho phép quân đội Nga pháo kích và di chuyển đến các thị trấn Konstantinovka, Druskovka, Kramatorsk và Slavyansk. Nếu Nga chiếm được những thành phố đó, trên thực tế, họ sẽ kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk. Bất kể liệu Nga có thể chiếm được những địa điểm quan trọng đó trước mắt hay không, người dân sẽ phải chịu thiệt hại. Khu vực này hiện là nơi sinh sống của hơn 300.000 dân và giao tranh dữ dội sẽ phá hủy điều kiện sống của họ. Nhà phân tích quân sự Kirin Mikhailov, trước đây thuộc nhóm tình báo xung đột, một tổ chức độc lập điều tra xung đột vũ trang, nói rằng bất kỳ kế hoạch nào Nga đưa ra để kiểm soát thành phố trước ngày 9 tháng 5 đều là quá lạc quan. Ông nói, ngày chiến thắng chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa và Chashopja có địa hình phức tạp. Chashopja tương tự như Soledad, một thành phố gần Bakhmut mà Ukraine chỉ mất kiểm soát sau 5 tháng giao tranh. Các chuyên gia cho rằng những thành công của Nga là nhờ vào triển khai bom lượn, chứ không phải nhờ nhân lực hay pháo binh vượt trội. Họ cho biết, bom lượn là mối nguy hiểm lớn nhất đối với quân đội Ukraine trên toàn bộ chiến tuyến. Ông Mikhailov nói, Ukraine hiện đang tập trung mọi nỗ lực ngoại giao vào việc tăng cường nguồn cung cấp vũ khí. Theo ông Mikhailov, máy bay chiến đấu F-16 sẽ giúp khắc phục tình hình, nhưng hiệu quả của chúng sẽ phụ thuộc vào tầm bắn của tên lửa không đối không được cung cấp đi kèm. Ông nói thêm rằng, gần đây Nga đã bắt đầu sử dụng các loại vũ khí mới, khó đánh chặn hơn, như bom lượn UMPB-D-30 và tên lửa Kh-69. Bên cạnh đó, một nhà phân tích ẩn danh nói với Novaya Gazeta Europe rằng lẽ ra Ukraine nên chuẩn bị hệ thống phòng thủ sâu nhiều tầng ở khu vực xung quanh Chachovia khi biết rằng Nga sẽ để mắt đến thành phố này sau khi chiếm được Bakhmut và Adybka. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu mới đây tuyên bố quân đội Nga đang kiểm soát chắc chắn tình hình chiến trường Ukraine và đang điều đạn đẩy lùi quân đối phương. Cụ thể, phát biểu trong cuộc họp tư lệnh cấp cao Nga vừa qua, ông Shoigu tuyên bố Nga đã giành được từ tay Ukraine các ngôi làng Povomaiskoye và Novomikhailovka phía tây và tây nam thành phố Donetsk, cũng như khu định cư Bogdanovka cách không xa Bakhmut, tức Atemos. Bộ trưởng Shoigu cho biết vùng kiểm soát của Nga đang được mở rộng ở Bedechi và Georgievka phía bắc và tây Donetsk. Vị tướng Nga khẳng định tiềm lực chiến đấu của nước này cho phép họ tấn công liên tục và ngăn ngừa đối phương giữ được phòng tuyến. Tướng Shoigu nhắc lại cuộc phản công của Ukraine vào năm 2023 và nói rằng dù được NATO giúp đỡ về vũ khí và lối đánh, cuộc phản công đó vẫn thất bại. Người đứng đầu ngành quốc phòng Nga cho biết, nước này sắp tới đây sẽ đẩy mạnh hơn nữa sản xuất quân sự trong lúc gia tăng cường độ tấn công các trung tâm hậu cần cất trữ vũ khí của phương Tây. Trong khi đó, giới chức Ukraine thường xuyên lý giải việc họ phải rút lui là do thiếu đạn dược và viện trợ từ phương Tây. Tháng 3 vừa qua, Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng Kiev chưa sẵn sàng đẩy lùi một cuộc tiến công mới của Nga. Tướng Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, dự báo Kiev sẽ đối mặt với tình hình khá khó khăn vào giữa tháng 5 và đầu tháng 6 tới. Cũng liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine lên tới gần nửa triệu binh sĩ kể từ khi bắt đầu kế hoạch vào tháng 2 năm 2022 đến nay. Theo ông Shoigu, Ukraine đã không đạt được mục tiêu trong cuộc phản công được các thành viên NATO hậu thuẫn. Lực lượng của chúng tôi đã phá vỡ tính ưu Việt của vũ khí phương Tây. Thời gian tới, quân đội Nga dự định sẽ thực hiện nhiều cuộc tấn công vào trung tâm hậu cần và cơ sở lưu trữ vũ khí của Ukraine. Ông Shoigu thông tin, phần lớn gói hỗ trợ trị giá gần 61 tỷ đô la Mỹ do Mỹ phân bổ cho Ukraine sẽ quay lại tài trợ cho ngành công nghiệp quân sự của Mỹ. Ông Shoigu nói, Washington dự định phân bổ gần 61 tỷ đô la Mỹ cho chính quyền Kiev để ngăn chặn sự sụp đổ của lực lượng vũ trang Ukraine. Phần lớn số tiền phân bổ sẽ chính là những khoản tài trợ ngược lại cho ngành công nghiệp quân sự của Mỹ. Ngành công nghiệp quân sự Nga sẽ tiếp tục tăng cường sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự trước mối đe dọa từ Mỹ và đồng minh. Ông Shoigu tiết lộ, năm nay, quân đội Nga sẽ nhận hệ thống tên lửa phòng không S-500 thế hệ mới với hai phiên bản, hệ thống tên lửa phòng không tầm xa và hệ thống phòng thủ tên lửa S-400, S-300V4, Buk-M3, hệ thống tên lửa phòng không tor m 2 u và các trạm radar thế hệ mới. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng hàng không chiến thuật, tên lửa và pháo binh Nga đã phá hủy hệ thống tên lửa phòng không MIM-23 Hawk do Mỹ sản xuất, đồng thời đánh trúng một kho chứa máy bay không người lái của Lữ đoàn Phòng thủ Mặt đất số 113, cũng như phá hủy nhiều thiết bị quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine ở 115 khu vực. Cũng theo bộ này, các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ một tên lửa chiến thuật tốc cao của Ukraine, 6 tên lửa HIMARS, 4 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất, và 104 máy bay không người lái. Được biết, đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Nga xác nhận việc phá hủy MIM-23 Hawk kể từ khi chúng được Ukraine đưa vào sử dụng. MIM-23 Hawk thường được sử dụng để chống lại máy bay không người lái hoặc đánh chặn tên lửa. So với các hệ thống phòng không tầm trung hiện đại như NASAMS hay IRIS-T SLM, tổ hợp MIM-23 Hawk được coi là hệ thống phòng không lỗi thời, Hệ thống này được sử dụng lần đầu tiên tại Mỹ vào năm 1960 và đóng vai trò là trụ cột chính trong lực lượng phòng không của các nước NATO suốt thời kỳ chiến tranh lạnh. Đến nay vẫn có khoảng 10 quốc gia sử dụng MIM-23 Hawk. MIM-23 Hawk là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung do công ty Raytheon của Mỹ thiết kế và phát triển, được trang bị 4 đài radar, 6 bệ phóng, 3 đạn tên lửa bệ và một số thành phần hỗ trợ khác. Các phiên bản đời đầu của hệ thống phòng không này có tầm bắn lên tới 25 km và độ cao lên tới 14 km. Sau khi hiện đại hóa, phạm vi đánh chặn mục tiêu tối đa được tăng lên 40 km, còn độ cao đánh chặn tối đa là 18 km. Thời gian gần đây, Nga thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công tầm xa, có độ chính xác cao vào cơ sở hạ tầng quân sự, trung tâm hậu cần và cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Moscow đã nhiều lần khẳng định không tấn công các mục tiêu dân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng ca ngợi ngành công nghiệp quốc phòng của Nga và cho biết ngành này đã liên tục tăng sản lượng. Theo ông, việc này đã làm tăng đáng kể khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang và tình hình tại khu vực hoạt động quân sự đã chứng minh điều đó. Trong bối cảnh căng thẳng hiện nay với Mỹ và các đồng minh của nước này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ tăng cường sản xuất vũ khí, đồng thời cam kết sẽ tăng cường độ tấn công vào các trung tâm hậu cần và cơ sở lưu trữ vũ khí của phương Tây. Truyền <laughs> thông Anh vừa qua đưa tin gói viện trợ mới nhất của nước này dành cho Ukraine sẽ có bom dẫn đường Paveway 4. Một quan chức Bộ Quốc phòng Anh sau đó xác nhận bom Paveway 4 nằm trong gói 1.600 quả đạn mà Thủ tướng Rishi Sunak công bố vừa qua bên cạnh một số tên lửa hành trình Storm Shadow, Scarp eg song chưa rõ số lượng cụ thể. Ngoài ra, chưa rõ Ukraine sẽ lắp bom dẫn đường Paveway 4 lên loại máy bay nào. Truyền thông Anh cho biết loại bom này có thể trang bị cho tiêm kích F-16 sắp đến Ukraine trong vài tháng tới hoặc máy bay quân sự từ thời Liên Xô mà nước này sở hữu. Việc Anh chuyển bom Paveway 4 cho Ukraine đánh dấu lần đầu tiên nước này nhận vũ khí dẫn đường bằng laser của phương Tây có thể giúp họ tập kích chính xác mục tiêu đang di chuyển và duy trì độ chính xác trong môi trường gây nhiều tín hiệu GPS. Bom Pavegui 4 có chiều dài 3,1m, đường kính 0,27m, sải cánh khi xòe 0,42m, nặng 230kg, sử dụng phương thức dẫn hướng bằng quán tính, có hoặc không có sự trợ giúp của GPS và laser bán chủ động. Đầu đạn là bom thường MK82 nâng cấp, nặng 225kg. Ngòi nổ có thể được kích nổ theo độ cao tùy chọn, tầm bay trên 30km, tùy thuộc độ cao thả bom, tốc độ bay cân âm. Bom có thể kích nổ trên không ở độ cao khác nhau, chạm nổ hoặc nổ sau khi xuyên phá. Trong một diễn biến liên quan, sau chuyến thăm Trung tâm Nghiên cứu Quân sự Down vừa qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Grand Sharp cho biết các nguyên mẫu của vũ khí năng lượng định hướng laser Dragon Dragonfire mới nhất thử nghiệm lần đầu vào tháng 1 năm 2024 có thể được cung cấp cho Ukraine trong tương lai gần để ứng dụng và thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu thực tế. Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Grand Sharp, anh đã lên kế hoạch bổ sung Dragonfire vào kho vũ khí của nước này vào năm 2027 và đang xem xét có thể gửi nguyên mẫu đến Ukraine sớm hơn hay không. Đầu tháng 1 năm nay, Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố đã thử nghiệm thành công vũ khí laser công suất cao để chống lại các mục tiêu trên không. Đến tháng 3 năm 2024, Bộ Quốc phòng Anh công bố kết quả một trong các cuộc thử nghiệm Dragonfire trong đó hệ thống này đã đánh chặn thành công một máy bay không người lái và khiến một quả đạn pháo phát nổ trong vòng chưa đầy 5 giây. Sau đó, nghị sĩ Ukraine Oleksiy Goncharenko nói với Newsweek rằng đất nước của ông đã sẵn sàng thử nghiệm Dragonfire trên chiến trường. Thêm vào đó, cựu cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko cho hay vào thời điểm đó, trong một bài đăng trên nền tảng X rằng Ukraine sẵn sàng tiếp nhận và thử nghiệm hoạt động của tổ hợp laser như vậy trên tiền tuyến. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Grant thì nhấn mạnh hãy nói rằng hệ thống laser không cần phải hoàn hảo 100% thì Ukraine mới có thể chạm tay vào. Nó không được thiết kế hoàn hảo 99,9% mới triển khai trên tiền tuyến mà chỉ cần đạt 70% là có thể sử dụng và nâng cấp thêm từ chiến trường. Theo Bộ Quốc phòng Anh, Dragon Fire có thể bắn vật thể có kích thước bằng một đồng xu nhỏ cách xa 1.000 mét và chi phí một lần bắn là 12,52 đô la Mỹ. Đồng thời loại vũ khí này có thể cung cấp giải pháp thay thế lâu dài với chi phí thấp để bắn hạ UAV. Anh không phải là quốc gia duy nhất phát triển vũ khí laser. Nga cũng đã sử dụng vũ khí laser để bắn hạ UAV của Ukraine. Tuy nhiên loại vũ khí này đôi khi gặp trở ngại từ thời tiết. Cựu Tổng Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga, Dmitry Rogozin thừa nhận trong một thông báo Giữa bối cảnh cuộc đua giành ưu thế về UAV đang diễn ra sau hơn 2 năm xung đột ở Ukraine, Kiev đã tăng tầm hoạt động và khả năng tàng hình của các UAV Baba Yaga. Ông Rogozin cho hay, chúng tôi sẽ phá hủy chúng sau đó, khi chúng tôi nghiên cứu về các thói quen, lộ trình và chiến thuật của chúng. Điều quan trọng không phải là bắn hạ UAV, mà là loại bỏ những người điều khiển chúng bằng cách tìm ra nơi ẩn náu của họ. Các lực lượng của Nga đã phát hiện ra các UAV đang lao tới bằng cách sử dụng camera nhìn đêm đặt quanh rìa các vị trí của họ Thay vì lắng nghe hướng tiếp cận của UAV, theo ông, đối với các máy bay không người lái, chúng ta không thể nghe được nhưng có thể nhìn thấy rõ trong phạm vi chụp ảnh nhiệt ở khoảng cách vài km. Ông Rogozin trước đó có các UAV Baba Yaga là những phương tiện cực kỳ nguy hiểm đối với quân đội Nga, được triển khai theo cặp cùng với các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV. Chuyên gia Samuel Bendet thuộc tổ chức CNA của Mỹ nói với Newsweek hồi đầu tháng này rằng các UAV được cho là một máy bay không người lái nông nghiệp đã được điều chỉnh thường được thiết kế dưới dạng máy bay 4 cánh, 6 cánh hoặc bạch tuộc. Nga đang cố gắng sản xuất các UAV tương ứng của riêng mình, nhưng hiện chưa có loại tương tự như Baba Yaga. Ông Bendet tiết lộ và đánh giá, Ukraine là chuyên gia trong việc điều khiển các UAV này. Ông Rogozin thừa nhận tiến bộ của Ukraine về công nghệ UAV, rằng đây không còn là việc biến UAV nông nghiệp thành UAV chiến đấu nữa, mà là một dạng UAV hạng nặng, loại trực thăng riêng có động cơ điện và pin mạnh mẽ để tăng tầm hoạt động. Cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm qua ở Ukraine đã thúc đẩy sự phát triển UAV nhanh chóng và thường mang tính đổi mới, khiến cả Kiev và Moscow không ngừng nỗ lực để vượt mặt đối phương. UAV đã đóng vai trò quan trọng trên chiến trường. Ukraine liên tục dùng UAV để tấn công các cơ sở hạ tầng nằm sâu bên trong Nga. Trong những tuần gần đây, trọng tâm của các cuộc tấn công này chuyển sang các nhà máy lọc dầu, khiến Nga đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng và quân sự của Ukraine. UAV thường được sử dụng rộng rãi trên chiến trường, với nhiều loại trong số đó được thiết kế để hướng tới mục tiêu và phát nổ thu thập thông tin tình báo hoặc dẫn đường cho các cuộc tấn công pháo binh. Mikhail Fedorov, Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine, người đứng đầu các nỗ lực sử dụng UAV của Ukraine cho biết, các phương tiện này đôi khi hoạt động hiệu quả hơn cả hệ thống pháo. Xung đột đã thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của các phương tiện không người lái trên mặt đất, trên không và dưới nước. Moscow và Kiev được cho là đã tiêu diệt hàng trăm UAV của nhau mỗi ngày. Trung tướng Aitek Bijev, cựu phó tư lệnh không quân Nga cho rằng tên lửa Atac MS của Mỹ là phương tiện hủy diệt hiện đại, nhưng các hệ thống phòng không và tên lửa trong kho vũ khí của Liên bang Nga hoàn toàn có khả năng đánh chặn những loại tên lửa như vậy. Trung tướng Itek Bijev nhấn mạnh, tất nhiên, những tên lửa này của Mỹ khá dễ bị bắt bài, hệ thống phòng không của chúng tôi có khả năng đánh chặn Atac MS. Ông cũng lưu ý rằng, các tổ hợp S-300, S-350 phù hợp cho các mục đích này, còn tên lửa Kalibr, Kinza và các loại vũ khí có độ chính xác cao khác phù hợp để tấn công các bệ phóng. Được biết, S300 thường sử dụng để đánh chặn các phương tiện tập kích đường không như máy bay, tên lửa có cánh và tên lửa hành trình. Các phiên bản gần đây, S300 còn có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, máy bay tiêm kích tàng hình, các mục tiêu bay thấp trong mọi điều kiện thời tiết, ngày đêm. Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự thế giới, S300 là một trong những hệ thống tên lửa phòng không đánh chặn hiệu quả nhất thế giới hiện nay. Đối với bộ đôi tên lửa Iskander và Kinza, Hiện nay Iskander M và Kinza có chung một số đặc điểm về hiệu suất động học. Kinza có thể được đánh giá là tên lửa Iskander M trừ tầng đầu tiên. Điều này có nghĩa là Iskander hai giai đoạn bay rất giống Kinza sau khi thả tầng đẩy giai đoạn đầu. Tên lửa tác chiến chiến thuật 9K720 Iskander M có tầm bắn từ 150 đến 500 km, được đưa vào biên chế năm 2006. Nga tiến hành trang bị tên lửa Iskander M trên quy mô lớn cho tất cả các lữ đoàn tên lửa trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2011. Đến đầu năm 2020, tất cả các đơn vị đều đã nhận được tên lửa Iskander-M. Iskander-M có hai biến thể hoàn toàn khác nhau về hình dạng và khả năng. Tên lửa đạn đạo 9M723 và tên lửa hành trình 9M728. Nga được cho là sử dụng biến thể 9M728 khi thực hiện các cuộc tập kích vào Ukraine, kết hợp với tên lửa KH-101 và UAV Geran. Với việc cả Mỹ và Nga đều đã rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF. Tầm bắn của Iskander có thể được tăng lên, chứ không chỉ giới hạn ở mức 500 km hiện tại. Còn riêng tên lửa KH-47M2 Kinza có thể mang nhiều loại đầu đạn khác nhau. Đứng đầu trong số đó là đầu đạn có sức xuyên phá cao, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu kiên cố và được bảo vệ nghiêm ngặt. Nó có thể xuyên thủng sàn bê tông và bắn trúng mục tiêu dưới lớp đất dày. Tên lửa có tầm bắn 2.000 km này còn có thể mang đầu đạn nổ phân mảnh thông thường nặng 482 kg hoặc đầu đạn chùm có thể phóng ra 54 quả bom con ở độ cao 900 đến 1.400 mét, phát nổ ở độ cao khoảng 10 m. Nga có thể cải tiến một đầu đạn nặng hơn với sức công phá lớn hơn để sử dụng trong cuộc tấn công phi hạt nhân. Đầu đạn này có thể nặng tới 800 kg hoặc hơn. Nhờ động cơ mới, tầm bắn của Iskander M vẫn được giữ nguyên ở phạm vi 500 km, trong khi sức nổ tăng gấp đôi. Kinh dài được tạo ra trên cơ sở và sử dụng các giải pháp công nghệ của 9M723 Iskander M. Tầm hoạt động 2.000 km cho phép nó tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên lục địa châu Âu chỉ trong vài phút, với tốc độ bay tối đa đạt Mach 10, tức gấp 10 lần tốc độ âm thanh. Những tên lửa này cũng có thể sử dụng mùi nhử để đánh lạc hướng hệ thống phòng không đối phương. Công nghệ này đã được Nga sử dụng ở Ukraine. Theo Euro Asian Times, tên lửa KH-101 đã nhả mồi bẫy khi bay tầm thấp trong quá trình tấn công vào mục tiêu ở Ukraine. Ngoài ra, các chuyên gia quân sự đánh giá Việc Ukraine đưa tên lửa đạn đạo Atak MS vào tham chiến sẽ khiến xung đột gia tăng, nhưng sẽ không tạo ra quá nhiều lợi thế. Chuyên gia quân sự Dmitry Konev từng phân tích quân đội Nga hiểu rõ Ukraine sẽ sử dụng những tên lửa mới như thế nào và họ sẽ tấn công ở đâu. Chuyên gia Konev lưu ý rằng Atak MS nhìn chung giống với tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander của Nga. Theo đó, các hệ thống phòng không của Nga hiện tại đều có khả năng bắn hạ tên lửa Atak MS. Trước thực trạng, các nước thuộc Liên minh châu Âu, EU, sở hữu hệ thống phòng không Patriot tỏ ra do dự trong việc cung cấp hệ thống cho Ukraine. Đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Makarova cho biết trong một bài trả lời phỏng vấn với European Pravda mới đây, Ukraine đang thúc đẩy Mỹ nhằm hợp tác sản xuất hệ thống phòng không Patriot để đối phó với hỏa lực từ Nga. Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Ukraine cần 25 hệ thống Patriot để bảo vệ đất nước khỏi các cuộc tấn công của Nga, nhưng Ngoại trưởng Dmytro Kuleba cho biết ông đang tập trung vào việc vận động đồng minh viện trợ 7 tổ hợp để bảo vệ các thành phố lớn nhất Ukraine. Theo đại sứ Makarova, hợp tác sản xuất Patriot là một trong những vấn đề hàng đầu được thảo luận trong chuyến thăm Mỹ của ông Zelensky. Đại sứ nói, đây là một nhiệm vụ chiến lược toàn cầu quan trọng và là một hoạt động hợp tác kinh tế, nhưng nó cũng là hoạt động gia tăng khả năng chiến đấu và sản xuất những vũ khí mà Ukraine cần ngay lập tức. Đại diện các doanh nghiệp Ukraine và Mỹ được cho là đã gặp nhau để thảo luận về đầu tư và hợp tác, không chỉ về vũ khí mà còn về các nguyên liệu cần thiết để bắt đầu quá trình hợp tác sản xuất. Quan chức Makarova cho hay, chúng ta nên bắt đầu tự sản xuất nhiều sản phẩm, ít nhất là linh kiện và nhiều nhất là những sản phẩm đã hoàn thiện. Sở dĩ Ukraine khao khát có được hệ thống Patriot bởi vì hệ thống này từng ghi điểm với không quân nước này. Hồi tháng 11 năm ngoái, phát ngôn viên Yuri Inat của không quân Ukraine tuyên bố hệ thống phòng không Patriot của Ukraine đã bắn hạ 5 máy bay Nga tại vùng Bryansk của Nga vào ngày 13 tháng 5. Hệ thống Patriot do hãng Raytheon của Mỹ sản xuất và đã được cung cấp cho Ukraine, tầm ngăn chặn mục tiêu xa đến 80 km. Theo ông Inat, các máy bay Nga bị bắn hạ gồm một chiếc tiêm kích ném bom Su-34, một tiêm kích đa năng Su-35, hai trực thăng Mi-8 MTPR-1 phòng không và một trực thăng Mi-8. Ông Inat nói, nhờ các hành động quyết đoán không theo chuẩn mực, các hệ thống phòng không Patriot đã phá hủy 5 máy bay trong 5 phút tại trục Bryansk, từ nơi chúng được sử dụng để oanh tạc các vùng miền Bắc của chúng ta với bom dẫn đường. Patriot là hệ thống tên lửa dẫn đường có thể đánh chặn máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Mỗi khẩu đội bao gồm một hệ thống phóng gắn trên xe tải với 8 bệ phóng, mỗi bệ có thể chứa tối đa 4 tên lửa đánh chặn, một hệ thống radar mặt đất, một chạm điều khiển và một máy phát điện. Ngoài tính hiệu quả cao, một trong những lợi thế chính của các hệ thống do Mỹ sản xuất là quân đội Grenada đã được đào tạo để sử dụng chúng. Tuy nhiên, để sản xuất một hệ thống Patriot cần nhiều thời gian, có thể lên tới 2 năm. Chính vì vậy, một số quốc gia không muốn cho đi. Đức hiện có 12 hệ thống nhưng đã cung cấp 3 chiếc cho Ukraine. Trong khi đó, Ba Lan, quốc gia giáp biên giới với Ukraine, có 2 hệ thống và cần chúng để phòng thủ. Quan chức Mỹ giấu tên hôm 24 tháng 4 tiết lộ, loạt tên lửa đạn đạo Atak MS với tầm bắn 300 km nằm trong gói viện trợ quân sự khẩn cấp cho Ukraine trị giá 300 triệu đô la Mỹ được Tổng thống Joe Biden phê duyệt hồi tháng trước. Người này cho hay, ông chủ Nhà Trắng yêu cầu bí mật bổ sung tên lửa vào gói viện trợ nhằm bảo đảm an ninh tác chiến và yếu tố bất ngờ cho Kiev. Quan chức Mỹ không tiết lộ số lượng tên lửa atacMS MS được cung cấp trong đợt này. Quân đội Ukraine lần đầu sử dụng tên lửa mới trong đòn tập kích sân bay Zankoy trên bán đảo Crimea hồi giữa tháng 4, cùng một cuộc tấn công ban đêm nhằm vào mục tiêu Nga ở mặt trận Tây Nam Ukraine. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan sau đó xác nhận số lượng đáng kể tên lửa loại này đã được chuyển đến Ukraine, nhưng cảnh báo không vũ khí nào có thể trở thành viên đạn bạc, đủ sức thay đổi cục diện xung đột, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedan Patel nói rằng lô tên lửa Atak MS tầm xa được chuyển đến Ukraine trong tháng 4. Atak MS được tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ phát triển và sản xuất từ những năm 1990. Tên lửa được thiết kế để trang bị trên tổ hợp phá phản lực HIMARS có khả năng vô hiệu hóa các sở chỉ huy và phá hủy kho vũ khí, đạn dược của đối phương. Ngay lập tức, Điện Kremlin cảnh báo Nga sẽ mở rộng vùng đệm tại Ukraine nếu Kiev nhận tên lửa Atak MS từ Mỹ và tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Điều này đồng nghĩa các lực lượng Nga sẽ đáp trả tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine, mở rộng hoạt động ở những khu vực chưa chiếm được. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã ám chỉ khả năng đánh vào thành phố lớn thứ hai của Ukraine và nằm gần biên giới Nga là Kharkov. Thành phố này không chỉ có ý nghĩa chiến lược mà còn mang tính biểu tượng đối với Nga. Moscow đã nhiều lần lập luận rằng, để bảo vệ an toàn cho người dân và lãnh thổ nước này, Nga phải mở rộng cái gọi là vùng đệm an ninh tại Ukraine, đẩy các hệ thống vũ khí của Ukraine ra xa biên giới Nga. Tuy nhiên, phương Tây cho rằng vùng đệm an ninh chỉ là cái cớ để Nga tiếp tục các hoạt động quân sự tại Ukraine và tấn công kiểm soát thêm nhiều vùng đất khác ở nước láng giềng. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã có sự phát triển và thích nghi trong hơn 2 năm qua, khi quân đội cả hai bên đều triển khai công nghệ mới, áp dụng chiến lược mới và tìm cách làm suy yếu quyết tâm của đối thủ. Trong khi các cuộc giao tranh tiếp diễn, Nga cũng tăng cường xây dựng lực lượng, tiếp tế nhân sự và trang thiết bị cho các đơn vị tiền tuyến của họ. Ngoài ra, cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga đang phát triển các loại vũ khí và thiết bị mới, nhanh chóng đưa các công nghệ chủ chốt đến chiến trường. Các lực lượng Nga tự hào có nguồn nhân lực đông đảo hơn và lượng đạn dược dồi dào, tạo lợi thế về hỏa lực đáng kể cho một cuộc tấn công mới. Ngược lại, quân đội Ukraine đã thiết lập một tuyến phòng thủ nhiều lớp. Điều này sẽ đặt ra thách thức cho các lực lượng xung kích của Nga. Tuy nhiên, với việc thiếu đạn pháo, Ukraine sẽ cần phải điều chỉnh chiến lược, đồng thời duy trì thế trận phòng thủ và sẵn sàng phản công để chọc thủng phòng tuyến của Nga. Bên cạnh đó, với việc dự luật viện trợ của Mỹ được lưỡng viện thông qua nhanh chóng, giúp Ukraine và các đồng minh của nước này thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, sự thất vọng về sự chậm trễ do đấu đá chính trị nội bộ trong Quốc hội Mỹ gây ra vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, do Kiev vẫn phải đối mặt với vài tuần bấp bênh trong lúc chờ đợi vũ khí và đạn dược cực kỳ cần thiết được chuyển đến. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với MSNBC, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết sự chậm trễ đã gây ra hậu quả thực sự cho Ukraine. Mặc dù khó có thể quy trực tiếp các thất bại của Ukraine là do viện trợ chậm trễ, nhưng điều chắc chắn là tình hình đã xấu đi đáng kể trên một số mặt trận trong thời gian này. Các quan chức phương Tây và Ukraine, bao gồm cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Mỹ Joe Biden, không ngại đổ lỗi cho điều đó. Sự chậm trễ trong viện trợ của Mỹ buộc Ukraine phải chuyển sang thế phòng thủ, trao quyền chủ động trên toàn chiến trường cho lực lượng Moscow. Katerina Stepanenko, nhà phân tích Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV nói với Reuters rằng viện trợ đến quá muộn do tình trạng thiếu hụt trang thiết bị khiến Ukraine mất thế chủ động vào tháng 10 năm 2023. Chuyên gia Stepanenko nói thêm rằng Ukraine mất 583 km vuông lãnh thổ vào tay lực lượng Nga kể từ đó, phần lớn là do thiếu đạn pháo. Theo tướng Christopher Cavoli, người đứng đầu Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ, quân đội Nga hiện lớn hơn 15% so với trước khi mở chiến dịch vào Ukraine Nga đang tìm cách tiếp tục bổ sung tân binh cho lực lượng chiến đấu. Franz Stefan Gadi, thành viên Viện Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế CSIS ở Mỹ thừa nhận, ngay cả khi có viện trợ, Ukraine vẫn đối mặt thách thức về phòng không trong nhiều tháng tới. Tuy nhiên, sự hỗ trợ của Mỹ sẽ tạo điều kiện để các nước châu Âu có thời gian đẩy mạnh sản xuất vũ khí, tăng nguồn cung cho Ukraine. Ngoài ra, về số người thiệt mạng trên chiến trường, không có dữ liệu công khai về số lượng binh sĩ Ukraine thiệt mạng, trong khi dự luật viện trợ của Mỹ đang được tranh luận. Nhưng ông Zelensky cho biết vào tháng 2 rằng, tổng số người thiệt mạng kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột toàn diện với Nga là khoảng 31.000 người. Không có thêm số liệu chính thức kể từ đó, nhưng có một điều chắc chắn là càng có nhiều binh sĩ Ukraine thiệt mạng trên chiến trường thì cuộc xung đột càng kéo dài. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 24 tháng 4 đã ký thông qua các khoản viện trợ nước ngoài, bao gồm gói hỗ trợ 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine sau khi dự luật được Quốc hội Mỹ thông qua. Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Biden cho biết dự luật viện trợ mang lại sự hỗ trợ quan trọng cho các đối tác của Mỹ để họ có thể tự bảo vệ trước các mối đe dọa đến chủ quyền. Theo đài ABC News, các nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm các lô vũ khí sẽ bắt đầu được chuyển đến Ukraine trong vài giờ. Gói viện trợ gần 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine đã đánh dấu lần đầu tiên sau hơn một năm Quốc hội Mỹ nhất trí về dự luật hỗ trợ vũ khí cho Kiev. Trước động thái này của Mỹ, giới quan chức Nga đã lên tiếng phản ứng mạnh mẽ. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga hôm 24 tháng 4, các lô hàng quân sự của Mỹ và các vệ tinh của nước này đã bị đốt cháy, đang và sẽ bị lực lượng vũ trang Nga đốt cháy. Đại sứ Antonov nói rằng viện trợ của Mỹ sẽ không cứu được Ukraine. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh vũ khí mới sẽ bị phá hủy và các mục tiêu của kế hoạch sẽ đạt được. Ông Antonov nói thêm, Mỹ đã lựa chọn ủng hộ xung đột vì lợi ích của ngành công nghiệp quân sự của mình chính quyền Mỹ đã hy sinh mạng sống của dân thường. Nhà ngoại giao Nga cáo buộc Mỹ phá hủy Ukraine, quốc gia mà Washington sử dụng như một đòn tấn công chống lại Nga bằng quyết định tiếp tục vận chuyển vũ khí tới Kiev. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng Mỹ và các đồng minh phương Tây dường như vẫn chưa hiểu ra thực tế là dù có gửi bao nhiêu vũ khí tới Ukraine cũng không thể giúp Kiev giành được thắng lợi nào trên chiến trường. Ông Peskov nói, cục diện chiến trường hiện tại quá rõ ràng. Tôi sẵn sàng nhắc lại lần nữa rằng thế chủ động đang nằm trong tay Nga. Và dù phương Tây có gửi vũ khí mạnh nào tới Ukraine, thì chúng cũng sẽ bị phá hủy dưới tay quân Moscow. Ông Peskov còn lưu ý rằng, quan điểm của các quan chức phương Tây đang thay đổi rất nhiều trong thời gian qua. Trong năm 2023, các nước phương Tây còn tin tưởng một cách mạnh mẽ rằng kế hoạch quân sự của Nga sẽ thất bại. Nhưng giờ họ lại tăng cường cảnh báo rằng phía Ukraine có thể thất bại trước Nga và phải gấp rút gửi thêm vũ khí để ngăn kịch bản đó xảy ra. Đồng quan điểm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói, Mỹ đang lấy người Ukraine làm bia đỡ đạn. Bà nói cuối cùng Mỹ sẽ phải đối mặt với sự thất bại ngang với ở Afghanistan. Bà cho rằng gói viện trợ trên sẽ khoét sâu các cuộc khủng hoảng trên khắp thế giới. Bà viết trên Telegram, viện trợ quân sự cho chính quyền Kiev là tài trợ trực tiếp cho hoạt động nguy hiểm. Đối với Đài Loan, đó là sự can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc. Đối với Israel, đó là con đường dẫn trực tiếp đến sự gia tăng căng thẳng chưa từng có trong khu vực. Ngày 24 tháng 4, Nga đã phủ quyết một nghị quyết của Liên hợp quốc do Mỹ và Nhật Bản bảo trợ, kêu gọi tất cả các quốc gia ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang nguy hiểm ngoài không gian. Cuộc bỏ phiếu trong Hội đồng Bảo an 15 thành viên có 13 phiếu thuận, Nga phản đối và Trung Quốc bỏ phiếu trắng. Nghị quyết sẽ kêu gọi tất cả các quốc gia không phát triển hoặc triển khai vũ khí hạt nhân hay vũ khí hủy diệt hàng loạt khác trong không gian, những điều đã bị cấm theo hiệp ước quốc tế năm 1967 bao gồm cả Mỹ và Nga, đồng thời tán thành về nhu cầu xác minh việc tuân thủ. Đại sứ Mỹ Linda Thomas Greenfield cho biết sau cuộc bỏ phiếu rằng tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow không có ý định triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian. Tuyên bố trên của tổng thống Putin được cho là nhằm phản ứng trước nhận định của nhà trắng hồi tháng 2 rằng Nga đã phát triển được vũ khí chống vệ tinh, mặc dù vũ khí này chưa đưa vào vận hành. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan vào hôm 24 tháng 4 cũng nhấn mạnh về việc Mỹ cho rằng Nga đang phát triển một vệ tinh mới mang thiết bị hạt nhân. Nếu tổng thống Putin không có ý định triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian, Nga sẽ không phủ quyết nghị quyết này. Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzia bác bỏ nghị quyết trên và cho rằng nó hoàn toàn vô lý và bị chính trị hóa đồng thời tuyên bố nghị quyết chưa đủ đi xa trong việc cấm tất cả các loại vũ khí trong không gian. Bên cạnh đó, Nga và Trung Quốc đã đề xuất sửa đổi dự thảo Mỹ-Nhật nhằm kêu gọi tất cả các quốc gia, đặc biệt là những quốc gia có tiềm năng lớn về không gian, ngăn chặn vĩnh viễn việc lắp đặt vũ khí và đe dọa sử dụng vũ lực ngoài không gian. Mỹ phản đối bản sửa đổi và sau cuộc bỏ phiếu, ông Nebenzia đã chất vấn đại sứ Mỹ về việc Nga muốn có một lệnh cấm lắp đặt bất kỳ loại vũ khí nào ngoài không gian, không chỉ vũ khí hủy diệt hàng loạt, nhưng tại sao Mỹ lại không muốn điều này? Ông Nebenzia cho biết, phần lớn ý đồ của Mỹ và Nhật Bản dần trở nên rõ ràng hơn nếu chúng ta nhớ lại rằng Mỹ cùng các đồng minh cách đây một thời gian đã công bố kế hoạch đặt vũ khí ngoài không gian. Đại sứ Nga Nebenzia cáo buộc Mỹ ngăn chặn bản kiến nghị năm 2008 của Nga và Trung Quốc về một hiệp ước chống đưa vũ khí ra ngoài không gian. Trong khi đó, bà Thomas Greenfield cũng đưa ra cáo buộc rằng Nga đã phá vỡ các hiệp ước toàn cầu nhằm ngăn chặn sự phổ biến của vũ khí hạt nhân, đưa ra những lời lẽ hạt nhân nguy hiểm, trốn tránh một số nghĩa vụ trong việc kiểm soát vũ khí và từ chối tham gia các cuộc thảo luận thực chất về kiểm soát vũ khí hoặc giảm thiểu rủi ro. Bà Thomas Greenfield kêu gọi cuộc bỏ phiếu ngày 24 tháng 4 là một cơ hội thực sự đã bị bỏ lỡ để xây dựng lại niềm tin thiết yếu vào các nghĩa vụ kiểm soát vũ khí hiện có. Thông báo của bà Thomas Greenfield về nghị quyết ngày 18 tháng 3 được đưa ra sau khi Nhà Trắng xác nhận vào tháng 2 năm 2024 rằng Nga đã có đủ năng lực để sử dụng vũ khí chống vệ tinh đáng lo ngại, dù cho loại vũ khí này vẫn chưa đi vào hoạt động. Nhưng theo ông Putin, Moscow không có ý định triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian, đồng thời tuyên bố rằng nước này chỉ phát triển năng lực không gian tương tự như Mỹ. Trả lời phỏng vấn nhật báo Pháp vừa qua, tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết, nước này sẵn sàng tiếp nhận vũ khí hạt nhân của Mỹ trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với Nga liên quan Ukraine. Ông Duda cho biết rằng vấn đề đưa vũ khí hạt nhân của Mỹ đến Ba Lan gần lãnh thổ Nga đã là chủ đề của các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ba Lan trong một thời gian. Ông Duda nói, tôi đã nói về điều này nhiều lần. Tôi đã tuyên bố Ba Lan sẵn sàng khi phía Mỹ hỏi về khả năng đó. Tổng thống Ba Lan cho rằng sở dĩ Warsaw có lập trường như vậy là do Nga đang ngày càng quân sự hóa vùng Kaliningrad, lãnh thổ hải ngoại của Nga, giáp Ba Lan và Litva. Ông Duda lưu ý việc Moscow cũng đã triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus. Ông Duda cho hay, nếu các đồng minh của chúng tôi quyết định triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của chúng tôi để tăng cường an ninh cho sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, thì chúng tôi sẵn sàng cho điều đó. Trước tình hình đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói với hãng thông tấn TASS cho biết, cơ sở hạt nhân của NATO nếu được triển khai thường trực ở Ba Lan sẽ trở thành mục tiêu quân sự của Nga. Theo ông Ryabkov, những sứ mệnh chia sẻ hạt nhân của các nước thành viên NATO nằm gần biên giới Nga sẽ làm gia tăng mối đe dọa đối với an ninh Nga. Ông Ryabkov nói, đó là lý do tại sao tất cả các chính trị gia đang thảo luận về lựa chọn này. Ở trong và ngoài Ba Lan nên hiểu, bất kỳ bước đi nào theo hướng này sẽ không tăng thêm an ninh cho Ba Lan và các cơ sở liên quan chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu. Chúng sẽ nằm trong kế hoạch quân sự của Nga. Cũng theo nhà ngoại giao cấp cao Nga, cuộc thảo luận xung quanh việc triển khai các cơ sở hạt nhân của NATO ở Ba Lan đang diễn ra. Ông nhấn mạnh, Moscow đang theo dõi chặt chẽ việc các cơ quan hành pháp Ba Lan cân nhắc chủ đề này như thế nào trong quá trình thảo luận nội bộ. Chia sẻ hạt nhân là một phần trong chính sách răn đe của NATO, cho phép bố trí vũ khí hạt nhân tại các nước thành viên không sở hữu năng lực này. Ngoài ra, chương trình có thể bao gồm những hoạt động như cung cấp máy bay hộ tống hoặc máy bay trinh sát để thực hiện sứ mệnh hạt nhân. Trong khuôn khổ chương trình, NATO đã triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ tới Bỉ, Đức, Italia, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ kể từ tháng 12 năm 2009. Washington có toàn quyền kiểm soát, vận hành các khí tài hạt nhân mà quốc gia này triển khai ở nước ngoài. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vừa qua khẳng định, NATO không có kế hoạch mở rộng chương trình chia sẻ hạt nhân hay triển khai thêm vũ khí hạt nhân tới bất kỳ quốc gia thành viên nào khác. Ông Afti Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Chechnya, Akhmat, tham chiến ở Ukraine và vừa được bổ nhiệm vào vị trí cấp cao trong Bộ Quốc phòng Nga, nói trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Russia 1 ngày 24 tháng 4, Nga sẽ chiến thắng trong kế hoạch quân sự và tất cả chiến trường. Tướng Alaudinov cho biết, Ukraine đã hoàn toàn kiệt sức trên mọi mặt trận ở tiền tuyến và cần được cấp tiền liên tục để có thể tiếp tục tồn tại như một quốc gia. Tuy nhiên, ông khẳng định không có khoản viện trợ tài chính nào có thể giúp đối phương bù đắp tổn thất về nhân lực. Ông nói, chúng tôi sẽ phải cố gắng cho đến năm 2029-2030. Song tôi có thể đảm bảo rằng Kết quả của kế hoạch quân sự là NATO sẽ ngưng tồn tại theo hình thái hiện nay. Phần lớn quốc gia đang mù quáng chạy theo Mỹ sẽ phải thể trung thành với Nga, đề nghị được gia nhập liên minh của chúng tôi. Ông Anton Gerashchenko, cố vấn bộ nội vụ Ukraine cho rằng, tuyên bố của tướng Alaudiņš là lời cảnh báo trực tiếp tới liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu. Quan chức Ukraine viết trên mạng xã hội X rằng ông Alaudiņš nói, Nga sẽ phát động một cuộc giao tranh trong phần còn lại của thập kỷ và dự định hủy diệt NATO. Trước đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK cho biết, Nga đang mở rộng một phần quân đội để sẵn sàng cho một cuộc xung đột quy mô lớn với NATO. Đánh giá của ISVK được đưa ra nhờ nhận định về một số tín hiệu về quân sự, kinh tế, tài chính của Nga sau khi báo Ivestia đưa tin về việc Bộ Quốc phòng nước này mở rộng quân khu Leningrad mới thành lập. Các nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga nói với Ivestia rằng tại Karelia, một nước Cộng hòa ở phía Bắc Nga và giáp Phần Lan, một lữ đoàn tên lửa với hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M đã được thành lập. Một sư đoàn xe tăng cũng đang được xem xét nhưng chưa có quyết định cuối cùng. Báo Ivestia cũng cho biết Nga cũng đã triển khai một lực lượng không quân và quân đội phòng không mới trong khu vực, bao gồm các trung đoàn máy bay chiến đấu và máy bay ném bom, cũng như các đơn vị phòng không và lực lượng kỹ thuật vô tuyến. Về phần mình, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev từng tuyên bố Moscow yêu cầu các mối quan ngại về an ninh liên quan đến Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, được tôn trọng và khẳng định không có ý định kiềm chế khối quân sự do mỹ đứng đầu vị quan chức nga cảnh báo rằng vì các thành viên nato nói rằng họ không thể kết nạp một quốc gia đang tham gia vào một cuộc xung đột vũ trang nên cuộc xung đột hiện tại ukraine sẽ còn kéo dài ông nói không cần là nhà tiên tri cũng có thể nhận ra rằng cuộc đối đầu này sẽ kéo dài hàng thập kỷ bình luận của ông medvedev được đưa ra vào thời điểm tổng thống volodymyr zelensky cho biết ông mong muốn ukraine nhận được lời mời gia nhập nato trong hội nghị thượng đỉnh của liên minh tuy nhiên Tổng thư ký NATO Stoltenberg đã nhấn mạnh chiến thắng của Ukraine trong cuộc xung đột là điều kiện tiên quyết cho các cuộc thảo luận nghiêm túc về việc kết nạp thành viên. Đồng thời nói thêm rằng, trong thời gian chờ đợi, NATO đang tăng cường quan hệ chính trị với Ukraine và cố gắng giúp Kiev đạt được khả năng tương tác đầy đủ với các lực lượng NATO. NATO đã thông báo tổ chức diễn tập quân sự ở Phần Lan, nước láng giềng Nga kể từ ngày 26 tháng 4 Phần Lan là một trong hai nước được kết nạp vào liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu này sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát hồi cuối tháng 2 năm 2022. Về kế hoạch tập trận sắp diễn ra của NATO ở Thụy Điển, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova vừa qua tuyên bố NATO đang tiếp tục diễn tập quân sự tại một quốc gia từng trung lập, một nước tham gia được tôn trọng trong các cuộc thảo luận về tăng cường ổn định và an ninh. Các cuộc tập trận gần biên giới Nga có tính chất thách thức nhằm gây áp lực đối với Nga thông qua việc phô trương sức mạnh quân sự. Bà Zakharova khuyến cáo các cuộc tập trận như vậy của NATO đang làm tăng nguy cơ xảy ra các sự cố quân sự tiềm ẩn, đồng thời khẳng định Moscow sẽ theo dõi chặt chẽ các hành động gây hấn tập thể của phương Tây. Sputnik dẫn lời người phát ngôn lưu ý, Nga chắc chắn sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết về chính trị, quân sự và kỹ thuật để chống lại các mối đe dọa đối với khả năng phòng thủ của đất nước. Cũng trong diễn biến liên quan, trước đó NATO cũng từng phát động cuộc tập trận lớn nhất kể từ chiến tranh lạnh nhằm chuẩn bị cho tình huống quân đội Mỹ tăng cường cho các đồng minh châu Âu ở các quốc gia giáp Nga và ở sườn phía đông của Liên minh nếu xung đột bùng phát với một kẻ địch gần ngang hàng quân sự. Cuộc tập trận quân sự mang tên Steadfast Defender 2024, cuộc tập trận sẽ kéo dài đến tháng 5 với sự tham gia của khoảng 90.000 quân nhân được huấn luyện ở một số nước châu Âu bao gồm Ba Lan, nước láng giềng của Nga. Steadfast Defender 2024 là cuộc tập trận quân sự lớn nhất của NATO kể từ sau chiến tranh lạnh. Cuộc tập trận đã tăng hơn gấp đôi quy mô kể từ khi được công bố vào năm ngoái và được lên kế hoạch rõ ràng để chuẩn bị cho kịch bản xung đột với Nga. Theo sát tình hình của NATO, bà Zakharova cho rằng cuộc tập trận của NATO mang tính chất thách thức. Bà cũng khẳng định Nga không có kế hoạch tấn công các nước NATO, bất chấp lo ngại xung đột toàn cầu sẽ leo thang nếu Nga giành chiến thắng trong hoạt động quân sự tại Ukraine. Times ở Israel ngày 25 tháng 4, dẫn lời ông Khalil al quan chức chính trị cấp cao của Hamas, khẳng định nhóm này sẵn sàng hạ vũ khí, giải tán nhánh quân sự lữ đoàn Al-Qassam nếu nhà nước Palestine có chủ quyền hoàn toàn ở bờ Tây và giải Gaza, được thành lập theo giải pháp hai nhà nước với đường biên giới được quốc tế công nhận trước năm 1967. Ông al giải thích thêm, với những người kháng chiến, khi họ giành được độc lập, giành được các quyền của mình và thành lập nhà nước, họ làm gì họ đã trở thành các đảng phái chính trị và lực lượng chiến đấu phòng thủ của họ đã trở thành quân đội quốc gia. Đáng chú ý, ông al hayya tuyên bố Hamas muốn gia nhập Tổ chức Giải phóng Palestine, PLO, đại diện chính thức cho người Palestine tại Liên Hợp Quốc, hiện do phong trào giải phóng dân tộc Palestine, Fatah đứng đầu, để thành lập một chính phủ thống nhất ở cả giải Gaza và bờ Tây. Ông nhấn mạnh Hamas sẽ chấp nhận một quốc gia Palestine có đầy đủ chủ quyền ở bờ Tây và giải Gaza, và người tị nạn Palestine được hồi hương theo đúng các nghị quyết quốc tế, lấy danh giới theo đường biên giới giữa Palestine và Israel trước năm 1967. Trong cuộc chiến 6 ngày vào năm 1967 với Liên minh các nước Ả Rập, Israel đã chiếm Đông Jerusalem, thiết lập kiểm soát thực địa trên toàn bộ thành phố. Luật pháp quốc tế coi Đông Jerusalem, Bờ Tây, Cao Nguyên Golan và Giải Gaza là những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Phát ngôn của ông Khalil Anhaya, thành viên cấp cao văn phòng chính trị của Hamas và cựu ủy viên Hội đồng lập pháp Palestine đại diện cho thành phố Gaza là bước nhượng bộ bất ngờ của lực lượng từng kiểm soát toàn bộ giải Gaza, khác xa nhiều tôn chỉ tồn tại và đấu tranh xuyên suốt lịch sử tổ chức. Tuy nhiên về phần mình, Israel chính thức phản đối sự công nhận đơn phương nhà nước Palestine, đồng thời khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào như vậy đều phải đạt được thông qua đàm phán trực tiếp. Cụ thể, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đưa quyết định tuyên bố trên ra cho nội các Israel bỏ phiếu và đạt được nhất trí thông qua. Ông Netanyahu cho biết, động thái trên của ông được đưa ra sau các cuộc thảo luận trong cộng đồng quốc tế về nỗ lực đơn phương áp đặt một nhà nước Palestine lên Israel. Tuyên bố chính thức của Israel phản ánh thực tế rằng Israel bác các mệnh lệnh của quốc tế có liên quan đến một hiệp định lâu dài giữa Israel và người Palestine. Hãng tin Reuters nhận định một hiệp định như trên chỉ có thể đạt được thông qua các cuộc đàm phán trực tiếp giữa các bên, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiền quyết nào. Ngày 24 tháng 4, lực lượng Houthi ở Yemen đã lên tiếng thừa nhận thực hiện 3 vụ tấn công nhằm vào hai tàu của Mỹ ở Vịnh Aden và một tàu Israel ở Ấn Độ Dương. Trong một tuyên bố được phát sóng trên kênh truyền hình al Masira, người phát ngôn của lực lượng Houthi, ông Jahia Saria khẳng định rằng lực lượng hải quân của nhóm này đã phóng tên lửa nhằm vào tàu Mask Yorktown của Mỹ ở Vịnh Aden và đòn tấn công này đã trúng đích. Ngoài ra, Houthi cũng thực hiện đồng thời hai hoạt động quân sự khác sử dụng máy bay không người lái mang bom tấn công nhằm vào tàu chiến Mỹ ở Vịnh Aden và tàu MSC Veracruz của Israel ở Ấn Độ Dương. Cả hai hoạt động này đều tiếp cận mục tiêu thành công, tuy nhiên ông Saria không nêu rõ thời điểm diễn ra các cuộc tấn công nêu trên. Ngoài ra, ông Saria cho biết thêm hầu thi sẽ thực hiện nhiều cuộc tấn công hơn trong những ngày tới. Trước đó, cũng trong ngày 24 tháng 4, Cơ quan Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh UKMTO đã báo cáo về vụ nổ gần một tàu ở Vịnh Aden tuy nhiên vụ việc không gây ra bất kỳ thiệt hại hay thương vong nào. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Sencom, đơn vị đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, thông báo tàu chiến liên quân đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo diệt hạm trên vịnh Aden. Nói thêm rằng quả đạn được phóng từ khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen. Cơ quan này cho hay tên lửa đạn đạo nhiều khả năng đã nhằm vào tàu hàng MV Jocktown treo cờ Mỹ và thuộc sở hữu của doanh nghiệp Mỹ. Thủy thủ đoàn trên tàu gồm 18 người Mỹ và 4 công dân Hy Lạp các chiến hạm và tàu hàng đều không ghi nhận thương vong hay thiệt hại. Sencom thông báo bắn hạ thành công 4 UAV trên vùng trời khu vực do Houthi kiểm soát, nhấn mạnh tên lửa đạn đạo diệt hạm và UAV của lực lượng này là mối đe dọa cận kề với lực lượng Mỹ và tàu thương mại trong khu vực. Kể từ khi xung đột Hamas, Israel bùng phát, Houthi đã nhiều lần tấn công các tàu trên biển đỏ, gây quan ngại về hoạt động vận tải trên tuyến đường biển quan trọng này. Đáp trả các cuộc tấn công của Houthi, Mỹ và Anh sau đó đã tiến hành các chiến dịch quân sự chung nhằm vào các mục tiêu hầu thi ở Yemen. Bất ổn an ninh ở Biển Đỏ đã buộc nhiều hãng vận tải biển tạm ngừng hoạt động vận chuyển hàng hóa qua Biển Đỏ và chuyển hướng sang tuyến đường biển dài hơn và chi phí đắt hơn quanh mũi hảo vọng ở cực Nam Châu Phi. Nhóm vũ trang Hezbollah tại Liban ngày 24 tháng 4 đăng video lực lượng này tấn công xe tăng Mekava của Israel gần khu định cư Metula sát biên giới hai nước. Vụ tập kích xảy ra tuần trước trong lúc chiếc xe tăng đang di chuyển tới căn cứ quân sự của israel ở khu vực trong video đơn vị chống tăng của hezbollah sử dụng camera ảnh nhiệt phát hiện chiếc mekava đang di chuyển đến một khúc cua lúc trời tối nhóm này khai hỏa tên lửa chống tăng atgm vào mục tiêu tạo ra vụ nổ lớn và khiến chiếc mekava bốc cháy lực lượng israel sau đó thả khói mù quanh khu vực chiếc xe bị bắn trúng để sơ tán những người bị thương đoạn cuối video được quay vào lúc trời đã sáng cho thấy xe tăng Mekava bị vô hiệu hóa và bỏ lại bên đường. Không rõ mức độ thiệt hại cụ thể của chiếc xe, song Hezbollah nói các thành viên kíp lái đã chết hoặc bị thương. Mekava là dòng xe tăng chủ lực được Israel phát triển từ thập niên 1970 và đưa vào biên chế năm 1979. Chúng được thiết kế nhằm cung cấp khả năng bảo vệ tối đa cho tổ lái với giáp mặt trước được gia cố, động cơ nằm ở mũi xe và tháp pháo lùi về phía sau cùng cửa ra vào ở đuôi xe. Hezbollah không công bố thông tin cụ thể của chiếc xe tăng vừa bị hạ, song nhiều khả năng đây là biến thể mới nhất, Mark 4M, do phiên bản Mark 3 đã không còn được quân đội Israel sử dụng thường xuyên từ năm 2020. Gần đây, Hezbollah cũng đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào Israel để đáp trả vụ khiến hai thường dân thiệt mạng ở miền Nam Liban. Theo AFP, trong một tuyên bố, Hezbollah nói rằng các thành viên của họ đã phóng hàng chục rocket Katyusha vào miền Bắc Israel như một phần để đáp trả các cuộc tấn công của kẻ thù Israel vào nhà dân, đặc biệt là vụ thảm sát kinh hoàng ở Hanin cũng như vụ làm hại và làm bị thương dân thường. Lực lượng cứu hộ và các phương tiện truyền thông Liban khẳng định cuộc tấn công của Israel vào một ngôi nhà ở thị trấn Hanin gần biên giới Israel đã làm hai thành viên trong cùng một gia đình thiệt mạng. Hãng thông tấn quốc gia Liban NNA xác nhận số người thiệt mạng và đưa tin có 6 người bị thương trong cuộc tấn công ngay trong ngày 24 tháng 4, theo Times of Israel, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Joab Galan đã thông báo về việc quân đội nước này bắn hạ một nửa số chỉ huy Hezbollah trong các cuộc giao tranh ở biên giới. Ông Galan nói, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã hạ một nửa số chỉ huy Hezbollah ở miền nam Liban. Những chỉ huy còn lại của đối thủ đã phải rút lui. IDF đang đẩy mạnh hoạt động ở biên giới. Cùng ngày, Bộ trưởng Galan cũng tới thăm Bộ Tư lệnh miền Bắc của IDF nhằm thảo luận và đánh giá tình hình ở khu vực biên giới Liban và Syria. Kể từ khi xung đột Israel Hamas nổ ra, IDF và Hezbollah đã liên tục đụng độ ở biên giới. Những cuộc giao tranh này đã khiến 380 người thiệt mạng ở Liban, bao gồm ít nhất 72 dân thường. Bên kia chiến tuyến, IDF đã tổn thất 11 binh sĩ trong quá trình giao tranh. Reuters ngày 24 tháng 4 dẫn các nguồn tin chính phủ Israel cho biết, sau nhiều tuần đàm phán với Mỹ về các biện pháp bảo vệ dân thường, Bộ Quốc phòng Israel đã mua 40.000 lều, mỗi lều có sức chứa từ 10 đến 12 người để làm nơi cư trú cho những người sắp được sơ tán từ Rafah. Một video lan truyền trên mạng cho thấy các dãy lều hình vuông màu trắng được dựng lên ở Khan Yunis, thành phố cách Rafah khoảng 5 km. Chính phủ Israel không lập tức đưa ra bình luận. Israel đã trì hoãn kế hoạch quân sự ở Rafa suốt nhiều tuần qua dưới sức ép từ Mỹ cũng như cộng đồng quốc tế. Song lo lắng đã gia tăng trong những ngày gần đây khi quân đội Israel ngày càng phát đi nhiều tín hiệu cho thấy họ đã sẵn sàng tiến vào Rafa. Chuẩn tướng Itzik Cohen, chỉ huy sư đoàn 162 của Israel hoạt động tại Gaza, nói trên đài truyền hình Khan rằng Hamas đã bị tấn công mạnh ở khu vực phía bắc. Họ cũng bị tấn công mạnh ở trung tâm giải Gaza và chẳng bao lâu nữa họ cũng sẽ bị tấn công mạnh ở Rafah. Ông cảnh báo Hamas nên giơ tay đầu hàng một khi Israel đưa quân đội đến Rafah. Ông nói Rafah sẽ không còn là Rafah của hôm nay, sẽ không còn đạn dược ở đó, sẽ không còn con tin ở đó. Quân đội Israel ngày 24 tháng 4 cho biết họ đã huy động hai lữ đoàn dự bị cho các nhiệm vụ ở Gaza. Dẫn lời các quan chức Ai Cập được thông báo về kế hoạch của Israel, báo The Wall Street Journal đưa tin Israel dự tính di chuyển dân thường từ Rafah đến Khan Yunis trong khoảng thời gian 2 đến 3 tuần. Sau đó Israel sẽ đưa quân đội vào Rafah, tăng dần số lượng theo thời gian và nhắm vào các địa điểm mà họ cho là nơi ẩn náu của các thủ lĩnh Hamas trong một chiến dịch dự kiến kéo dài 6 tuần. Theo Liên hợp quốc, hơn 1,4 triệu người hiện đang sinh sống ở Rafah, nơi từng là thành phố chỉ 300.000 dân. Dân số tăng vọt là do các lực lượng Israel đã tấn công tất cả các khu vực khác của giải Gaza chật hẹp. Chỉ một tuần sau cuộc tấn công của Hamas vào ngày 13 tháng 10 năm 2023, quân đội Israel đã yêu cầu 1,1 triệu người sống ở phía Bắc Gaza sơ tán trong vòng 24 giờ khi cuộc tấn công của Ten Aviv bắt đầu. Hơn 1 triệu người bị dồn vào Rafah, coi đây là nơi ẩn náu chính của người Palestine trong bối cảnh Israel xâm chiếm Gaza. Rafah cũng nằm gần Ai Cập và có cửa khẩu biên giới giúp cung cấp thực phẩm và nhiên liệu cho Gaza vì giải đất này giáp biển địa Trung Hải ở phía Tây và Israel ở phía Đông, nên người dân ở đây không có trạm kiểm soát hoạt động nào khác để rời khỏi khu vực. Vào tháng 11 năm 2023, Ai Cập đã cho mở một phần cửa khẩu Rafah cho phép những người bị thương nặng và người nước ngoài di chuyển sang Ai Cập. Vấn đề Rafah cũng có nguồn gốc lịch sử. Trở lại năm 1967, Israel đã gây chiến với Ai Cập, nước đã kiểm soát Gaza từ năm 1957 và Jordani Nước kiểm soát khu vực bờ tây của người Palestine từ năm 1950. Israel nắm quyền kiểm soát các khu vực này sau chiến tranh 6 ngày năm 1967 nhưng đã buông bỏ một số quyền kiểm soát vào thập niên 1990 sau khi hiệp định Oslo được ký kết với các nhà lãnh đạo Palestine. Tuy nhiên người Israel vẫn tiếp tục sống ở đó gọi là người định cư. Chính phủ Israel đã rút các khu định cư vào năm 2005. Tuyên bố của Tel Aviv cho biết Mục đích của kế hoạch này là cải thiện an ninh và vị thế quốc tế của Israel trong trường hợp không có đàm phán hòa bình với người Palestine. Trong cuộc duyệt binh gần đây kỷ niệm ngày quân đội, Iran đã phổ diễn hệ thống phòng không tầm xa Bava 373 có khả năng đánh chặn các mục tiêu trên không cách xa tới 300 đến 400 km. Được giới thiệu lần đầu tiên ra công chúng vào năm 2019, Bava 373 kể từ đó đã được cải tiến để đối phó các mối đe dọa từ máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5. Theo các nguồn tin của Iran, Bava 373 được thiết kế để phát hiện và loại bỏ các máy bay chiến đấu, tên lửa dẫn đường và thiết bị bay không người lái tiên tiến từ khoảng cách xa và độ cao. Hệ thống này bao gồm các thành phần như radar, cảm biến quang học, hệ thống chỉ huy và điều khiển để theo dõi và đánh chặn mục tiêu. Các thành phần chính của hệ thống BAVA-373 bao gồm xe phóng Transporter Erector TEL, xe Mirat-4 được trang bị radar mảng quét điện tử chủ động AESA, công suất cao và nhiều hệ thống cảm biến khác. Iran giới thiệu phiên bản cải tiến mới nhất của BAVA-373 trong cuộc duyệt binh ngày 17 tháng 4 sự ra mắt của loại vũ khí này diễn ra khi căng thẳng giữa Iran và Israel tiếp tục sau khi Tehran đáp trả cuộc tấn công nhằm vào Đại sứ quán Iran ở Syria bằng cách phóng hàng trăm thiết bị bay không người lái và tên lửa về phía Israel vào ngày 13 tháng 4. Tehran tuyên bố rằng khả năng của Bava 373 bản nâng cấp có thể so sánh với S-400 của Nga và các hệ thống Patriot và phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối, thát của Mỹ. Hệ thống này sử dụng tên lửa dẫn đường tầm xa Sayyad B-4, có thể nhắm mục tiêu vào các mục tiêu trong phạm vi 400 km và độ cao lên tới 32 km. Tên lửa Seyad B4 là tên lửa đánh chặn hai giai đoạn, sử dụng nhiên liệu rắn, có đầu dò mục tiêu nâng cao, hệ thống theo dõi, điều khiển và đầu đạn đã được hiện đại hóa. Những nâng cấp này được thiết kế để tăng phạm vi hoạt động, độ chính xác và hiệu quả của tên lửa đánh chặn chống lại nhiều mục tiêu khác nhau, bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa dẫn đường và thiết bị bay không người lái quân đội Iran tuyên bố rằng hệ thống phòng không của họ cũng có thể phát hiện và theo dõi máy bay chiến đấu tàng hình F-35I Adir thế hệ thứ 5 của không quân Israel do hãng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất. Khi mô tả sự hiện diện của Bava 373 bản nâng cấp trong cuộc duyệt binh tuần trước, trang tin quân sự của Mỹ có tên báo cáo lực lượng tác chiến đặc biệt Sofrep đã gọi hệ thống này là một sự phát triển đáng kể đối với ngành công nghiệp quốc phòng của Iran. Thể hiện cả khả năng tự cung tự cấp ngày càng tăng và khát vọng của nước này về một mạng lưới phòng không tiên tiến hơn. Sofrep lưu ý rằng các quan chức Iran đã đưa ra những tuyên bố táo bạo về Bava 373 mới, bao gồm cả việc hệ thống này sánh ngang hoặc thậm chí vượt qua năng lực hệ thống tên lửa S-400 tiên tiến của Nga. Nhưng có lẽ tuyên bố quan trọng nhất của Iran là hệ thống Bava 373 mới nhất có thể đánh chặn các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 như F-35 Lightning của Lockheed Martin, được trang bị công nghệ tàng hình được thiết kế để tránh sự phát hiện của radar. Sofrep viết, ngoài ra, các nguồn tin của Iran báo cáo rằng Bava 373 bản nâng cấp tự hào có khả năng nâng cao phát hiện và theo dõi mục tiêu, cho phép nó xác định đồng thời tới 100 mục tiêu trên không và tấn công nhiều mối đe dọa bằng tên lửa Sayyad 4B. Trang web của Sofrep liệt kê các khả năng của Bava 373 bản cập nhật là có tầm bắn ấn tượng vượt quá 300 km và đạt độ cao 120 km nhưng họ cũng nói thêm rằng những tuyên bố của Iran về Bava 373 chưa được xác minh độc lập và cần phải thử nghiệm trong thế giới thực trước khi thực sự đánh giá khả năng của nó. Sofrep cho biết, mặc dù cần phải giải thích một cách thận trọng, việc ra mắt Bava 373 bản nâng cấp nhấn mạnh một điểm quan trọng, lĩnh vực quốc phòng của Iran đang trưởng thành một cách rõ ràng. Trang tin này cho rằng sự tăng trưởng trong lĩnh vực quốc phòng của Iran là do các lệnh trừng phạt quốc tế buộc Tehran phải dành nhiều nguồn lực hơn cho việc phát triển vũ khí trong nước. Theo Sofrep, một lý do khác là Iran có lịch sử hợp tác chiến lược với các nước như Nga và Trung Quốc và mặc dù có khả năng bị hạn chế bởi các lệnh trừng phạt quốc tế, những sự hợp tác này đã mang lại cho Iran sự chuyển giao công nghệ và kiến thức chuyên môn có giá trị trong các lĩnh vực như công nghệ tên lửa và hệ thống phòng không. Theo Sofrep, việc ra mắt hệ thống BAVA 373 nâng cấp trong cuộc duyệt binh ngày 17 tháng 4 tại Tehran có thể được thực hiện để gửi một thông điệp răn đe mạnh mẽ nhắm vào các đối thủ tiềm năng, đặc biệt là trong bối cảnh địa chính trị phức tạp ở Trung Đông những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh youtube của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại